Mới đây, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước vào một quán bar có tên Pupki ở Greenwich Village, New York để mua bánh mì kẹp thịt, hamburger và lon Diet Coke. Nhưng thay vì trả bằng đô la Mỹ, ông rút chiếc iPhone từ trong túi ra, mở ứng dụng, quét mã QR và thanh toán hóa đơn bằng Bitcoin. Có thể nói, đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ và đang là ứng cử viên vào Nhà Trắng dùng Bitcoin để mua hàng. Thật ra, đây là một động thái vận động tranh cử của ông Trump muốn chứng tỏ sự chuyển biến của chính ông từ chỗ chống đối tiền mã hóa đến ủng hộ hết mình nhằm lôi kéo là phiếu của cộng đồng tiền mã hóa. mới cách đây vài năm, ông Trump từng tuyên bố Bitcoin nói riêng và các tài sản kỹ thuật số nói chung chỉ dựa vào không khí, không có thật, rằng Bitcoin là một trò lừa đảo gây hại cho đô la Mỹ. ông nói không thích Bitcoin vì nó cạnh tranh với đồng đô la, trong khi ông muốn đồng đô la duy trì vị trí thống trị trên thị trường tài chính thế giới. Thái độ của ông Trump bắt đầu thay đổi vào năm 2022 khi ông tham gia thị trường phát hành các NFT, non-fungible token, tức các sản phẩm mỹ thuật dưới dạng kỹ thuật số chỉ có một phiên bản duy nhất không thay thế được. Lúc đó nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đua nhau phát hành NFT để bán, thu về bộn tiền. Ông Trump cũng làm các tấm bìa hình ảnh ông dưới dạng một siêu anh hùng vô địch thiên hạ. Đợt đầu ông bán một tấm bìa như thế với giá 99 đô la Mỹ, thu về tổng cộng 4 triệu đô la Mỹ. Cho đến nay ông đã phát hành 4 đợt như thế. Ông Trump nhận thấy người ta mua không trả bằng thẻ tiến dụng như mua hàng hóa thông thường, mà đa phần trả bằng Bitcoin. Thế là ông quay sang chú ý đến tiền mã hóa và dần thay đổi thái độ. Thậm chí ngày 16 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các con trai và đối tác đã ra mắt một nền tảng tiền kỹ thuật số. Khi cuộc bầu cử Mỹ 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút, ngành tiền điện tử Mỹ đang tranh cãi sẽ ủng hộ phe nào trong cuộc bầu cử khi họ có mối quan hệ thân thiết với Đảng Cộng Hòa nhưng lại không muốn bỏ hết trứng vào một giò chính quyền Tổng thống Joe Biden có cách tiếp cận thận trọng đối với giao dịch tiền điện tử và không rõ Phó Tổng thống Harris sẽ làm gì nếu đắc cử. Trong khi đó, Donald Trump đã hứa hẹn về những chính sách phát triển các công ty tài sản kỹ thuật số. Hồi tháng 7, Trump nói rằng ông muốn Mỹ dẫn đầu về tiền số, lập kho dự trữ Bitcoin quốc gia, thậm chí khuyến khích doanh nghiệp tăng đào Bitcoin. Điều này khiến nhiều lãnh đạo ngành tiền số đang nhiệt tình ủng hộ ông. Ngoài ra, một số nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ nới lỏng quy định cho ngành này. trong cuộc vận động tranh cử cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ tối ngày 10 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có thông điệp quan trọng gửi tới các cử tri nam giới da màu và gốc Latin, theo tờ New York Times. Theo đó, ông Obama cho biết các báo cáo mà ông nhận được cho thấy sự ủng hộ của các nhóm cử tri nói trên dành cho bà Harris đang giảm sút so với ủng hộ mà ông nhận được khi ông tranh cử Tổng thống vào năm 2008. Ông Obama nói, các bạn đang đưa ra đủ loại lý do và lời bào chữa một phần lý do này, theo tôi là các bạn không cảm thấy hứng thú với việc có một phụ nữ làm tổng thống. Vì vậy, các bạn đưa ra những lựa chọn thay thế khác và các lý do cho điều đó. Phát biểu của cựu tổng thống Mỹ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng da màu. Cựu thượng nghị sĩ bang Ohio Nina Turner cho rằng lời lẽ của ông Obama khiến những người đàn ông da màu cảm thấy bản thân không được coi trọng. Bà Turner khẳng định rất yêu mến ông Obama, nhưng không đồng tình cách ông chỉ trích các nam cử tri da màu. Bà nói thêm rằng, tôi đã nói chuyện với một số người ở nhóm cử tri này. Họ có lý do để chưa muốn bỏ phiếu. Ngay cả khi không thích lựa chọn của họ, chúng ta vẫn phải tôn trọng. Nam diễn viên da màu, Gwendolyn Pierce, nói rằng cựu Tổng thống Obama đã phát đi thông điệp kinh khủng. Ông viết trên mạng xã hội X rằng, hãy ngừng đổ lỗi cho đàn ông da màu, họ không phải vấn đề. Bà Harris nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các cử tri da màu. Song khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 25% người đàn ông da màu dưới 50 tuổi ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Theo giờ hình, sự ủng hộ của các nam cử tri da màu dành cho Đảng Dân Chủ đã suy giảm kể từ lần đầu ông Obama tranh cử vào năm 2008. Cũng theo giờ hình, phát biểu trên của ông Obama đã gửi một thông điệp cảnh báo đến các đảng viên Dân Chủ. Theo đó, nếu Đảng Dân Chủ không tìm ra cách thuyết phục các cử tri nam da màu bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris, ông Trump sẽ có thể tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới. ngày 11 tháng 10, báo New York Times và Washington Post đưa tin cho biết nhóm vận động tranh cử của ứng viên Donald Trump đã yêu cầu sử dụng máy bay và xe quân sự để bảo vệ vị cựu tổng thống này khi ông vận động tranh cử. Trước đó, ông Trump từng chia sẻ trên mạng xã hội chất sâu sổ của ông rằng có những mối đe dọa lớn đối với tính mạng của ông. Liên quan tới yêu cầu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố đã chỉ đạo chính quyền bảo vệ cựu tổng thống này như thể ông là một tổng thống đương nhiệm. Tổng thống Biden cho rằng Cơ quan mật vụ Mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông Trump về việc được bảo vệ bằng các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử, nếu việc này không vượt quá yêu cầu được bảo vệ như đối với một tổng thống đương nhiệm. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng yêu cầu mở rộng các hạn chế bay đối với khu vực nhà riêng của ông cũng như tại các điểm vận động tranh cử và lắp đặt sẵn tầm kính chắn đạn tại các sự kiện ở những bang chiến trường. Đề nghị được đưa ra sau khi ông Trump bị ám sát hụt hai lần hồi giữa tháng 7 năm nay, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Chỉ hai tháng sau, vào chiều ngày 15 tháng 9, trong khi chơi góp ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, ông lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Ông Trump lên kế hoạch tổ chức các cuộc meeting ở những bang xanh, chỉ các tiểu bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong khi đó, thì bà Harris tăng cường tiếp xúc cử tri trẻ và tranh thủ sự ủng hộ của nữ giới. Theo Đài NBC News, lịch trình trong những tuần tới của ứng viên Cộng hòa Trump bao gồm các sự kiện ở bang Colorado, California, Illinois và New York. Đây là những bang tổng thống Joe Biden thắng với tỷ lệ cách biệt trung bình 20% trong cuộc bầu cử năm 2020. Đáng chú ý là ông Trump sẽ tổ chức meeting ở Madison Square Garden, sân vận động đa năng ở thành phố New York, bang New York. Việc ông Trump quyết định áp dụng chiến thuật phá cách được thực hiện khi nhiều khả năng cuộc đua năm nay sẽ được quyết định ở các bang chiến địa như Georgia, Pennsylvania, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Michigan. Chiến lược gia kỳ cựu gọi ông Trump là ứng viên phi truyền thống nhất lịch sử hiện đại, đồng nghĩa chiến lược ngoài kịch bản có thể mang lại một số lợi thế cho cựu tổng thống. Trong khi đó, sau nhiều tuần hầu như không phỏng vấn với giới truyền thông, bà Harris bắt đầu tham gia các sự kiện và trả lời các báo đài có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ. Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn của đài CBS News, Phó Tổng thống hầu như liên tục xuất hiện trên các chương trình, từ podcast đến các cuộc trò chuyện với nữ diễn viên gạo cội của Hollywood và người dẫn chương trình Stephen Colbert. Các nhà phân tích chính trị suy đoán rằng, chiến dịch của bà Harris ban đầu tập trung vào việc tổ chức các cuộc meeting và tham quan tại các tiểu bang chiến trường đó, thay vì là trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông. Bà và người đồng hành Tim Woods đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng trong vài tuần sau khi công bố liên danh tranh cử của họ. Nhưng khi sự mới lạ lắng xuống, cả bà Harris và ông Woods đều chuyển sang xuất hiện trên phương tiện truyền thông để duy trì đà tiến của họ. Những gì diễn ra là một phần của chiến thuật mới do chiến dịch tranh cử của bà Harris triển khai, đặc biệt nhắm vào những nhóm cử tri cụ thể như thanh niên, phụ nữ trẻ và những cử tri tiềm năng từ lâu không còn quan tâm đến các kênh truyền thông chính thống. AFP dẫn lời chuyên gia khoa học chính trị ở Las Vegas nhận xét rằng, đây là một chiến lược khôn ngoan vì truyền thông phi chính thống đang dần trở thành kênh tốt hơn nếu các ứng viên muốn truyền tải nội dung chính sách cho các cử tri trẻ tuổi. Ngày 5 tháng 11, ông Donald Trump sẽ đối đầu với bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Nhưng cuộc đua vào Nhà Trắng thực ra không phải là song mã, còn một số ứng cử viên khác cũng tham gia tranh cử. Bà Kamala Harris 59 tuổi đã giành được đề cử của Đảng Dân chủ sau khi tổng thống Joe Biden kết thúc nỗ lực tái tranh cử. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang trong cuộc đua sát nút với ông Trump. Theo cuộc thăm dò của Reuters, IPSOS từ ngày 20 đến 23 tháng 9, và dẫn trước cựu tổng thống trên toàn quốc với tỷ lệ 46% so với 43%. Ông Donald Trump 78 tuổi đã giành được đề cử của Đảng Cộng hòa vào tháng 7 để thực hiện cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ ba liên tiếp sau khi thua cuộc tái tranh cử năm 2020. Ông Trump là ứng cử viên tổng thống Mỹ cao tuổi nhất và sẽ trở thành tổng thống cao tuổi thứ nhì của nước này nếu thắng cử. Ông đã phải đối mặt với hai vụ ám sát, một tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tháng 7 và một vụ khác vào tháng 9 gần sân gốp của ông tại Florida. Ứng cử viên thứ ba là ông Chase Oliver, 39 tuổi. Dù Đảng Tự do mời cựu tổng thống Donald Trump đến dự đại hội của mình, nhưng cuối cùng đảng này lại chọn ông Chase Oliver làm ứng cử viên tổng thống năm nay. Ông Oliver từng tranh cử ghế thượng viện bang Georgia vào năm 2022 và giành được 2% số phiếu bầu. Tiếp theo là bà Jean Stein, 74 tuổi, một bác sĩ từng tham gia tranh cử tổng thống dưới lá cờ của Đảng Xanh năm 2016, đang tiếp tục tranh cử vào năm 2024 bà Stein đã phát động chiến dịch hiện tại với cáo buộc Đảng Dân Chủ liên tục phản bội lời hứa của họ vì người lao động, thanh niên và khí hậu, trong khi Đảng Cộng Hòa thậm chí còn không đưa ra những lời hứa như vậy ngay từ đầu. Cuối cùng là ông Conan West, 71 tuổi, là một ứng viên độc lập, ban đầu chạy đua với tư cách là ứng viên của Đảng Xanh. Nhà hoạt động chính trị, triết gia và học giả này đang nỗ lực thu hút nhiều cử tri có khuynh hướng tiến bộ và theo Đảng Dân Chủ hơn. Nhưng vào tháng 10, ông đã nói rằng mọi người muốn chính sách tốt hơn chính trị đảng phái và tuyên bố mình là ứng cử viên độc lập. Ông đã hứa sẽ chấm dứt đói nghèo và đảm bảo nhà ở.